Thưa quý vị, vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính xảy ra vào đêm 24 tháng 5 vừa qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa. Sau sự việc này, Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký công điện số 04 CDUBND về việc tăng cường phòng cháy đối với nhà trọ trên địa bàn. Một trong những nội dung đáng chú ý của công điện là lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác để ra soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Công an thành phố trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát, kiểm tra hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Công an thành phố trước ngày 20 tháng 7 năm 2024. Trên cơ sở kết quả kiểm tra ra soát đối với nhà trọ, Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đã kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và cứu nạn cho người dân. Liên quan đến việc xử lý hậu quả vụ cháy, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có. Bên cạnh đó, công an thành phố Hà Nội cũng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống làm việc tại các khu dân cư, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo các phường phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy tổ chức ít nhất 33 tổ công tác để thực hiện ngay tổng ra soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy theo chỉ đạo tại công điện 991 CDTT của Thủ tướng Chính phủ. Việc hướng dẫn phải được thể hiện bằng văn bản, kiến nghị rõ thời hạn thực hiện hoàn thành và yêu cầu chủ cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết thực hiện, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân và hoàn thành báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 30 tháng 5 năm 2024. Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, sau sự việc cháy trung cư mini khiến rất nhiều người thiệt mạng vừa qua, để lại không ít khó khăn cho người may mắn thoát nạn, và sự đau đớn tột cùng của những người có người thân là nạn nhân của vụ cháy. Hậu quả để lại từ sự việc này là cực kỳ nghiêm trọng và mặt khác sẽ phát sinh thêm nhiều sự kiện pháp lý khác nhau. Một trong số đó khiến người dân quan tâm, đó là những người mất một cách đột ngột như vậy sẽ không kịp dặn dò hay để lại di chúc thì những tài sản, khoản tiền tiết kiệm, tiền gửi tại ngân hàng của họ sẽ được xử lý như thế nào. Luật sư Hùng phân tích Căn cứ theo quy định tại điều 650 Bộ luật dân sự, nếu người đã mất không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự về chia thừa kế theo pháp luật. Việc chia thừa kế theo pháp luật sẽ được thực hiện theo thứ tự của hàng thừa kế như quy định tại điều 651 Bộ luật dân sự. Cụ thể, hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người mất. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người mất, cháu ruột của người mất mà người mất là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Hàng thừa kế thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại của người mất, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người mất, cháu ruột của người mất mà người mất là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người mất mà người mất là cụ nội, cụ ngoại. Theo đó, di sản thừa kế sẽ được chia lần lượt cho tất cả các cá nhân ở hàng thừa kế thứ nhất. Nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ chuyển xuống chia cho tất cả các cá nhân ở hàng thừa kế thứ hai. Nếu hàng thừa kế thứ hai cũng không còn ai thì di sản sẽ được chia cho tất cả người thuộc hàng thừa kế thứ ba. Như vậy, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã mất, không có quyền hưởng di sản bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho hay, tuy nhiên, nếu trong trường hợp cả ba hàng thừa kế nêu trên đều không còn ai thì di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo điều 622 Bộ luật dân sự. Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế sẽ thuộc về nhà nước có thể đánh giá vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ là vụ hỏa hoạn có tính chất nghiêm trọng với thiệt hại lớn về cả người và tài sản đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ mất an toàn cháy nổ tại hầu hết các trung cư mini ở một số đô thị lớn Đến nay, chủ chung cư mini xảy ra hỏa hoạn, Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi Bộ Luật Hình sự 2017. Cũng theo dõi về vụ việc, Thạc sĩ, luật sư, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn An Bình và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, theo kết quả xác minh ban đầu, công trình có giấy phép xây dựng ngôi nhà thuộc loại nhà ở riêng lẻ 6 tầng, chứ không phải là chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà chung cư. Nhưng thực tế thì ngôi nhà này đã được xây dựng tới 9 tầng và một tùm, nghĩa là vượt số tầng so với giấy phép xây dựng. Theo quy định của pháp luật, xây nhà từ 7 tầng trở lên thì phải có thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thi công công trình, đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt thì phải được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mới đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Việc xây dựng sai với giấy phép vượt 3 tầng một tùm, rõ ràng tòa nhà này sẽ không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, không được cấp có thẩm quyền phê duyệt về thiết kế cũng như nghiệm thu về kết quả thi công phòng cháy chữa cháy. Do hậu quả vụ cháy rất nghiêm trọng, 56 người tử vong, nhiều người bị thương phải cấp cứu và thiệt hại đặc biệt lớn đối với nhiều tài sản của các hộ dân, nên chủ chung cư mini có thể sẽ phải bị xử lý trước pháp luật, đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân. Cũng liên quan đến vụ cháy nói trên, một số chuyên gia pháp lý cũng cho rằng cần làm rõ vấn đề công trình đưa vào khai thác sử dụng thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát khu vực, cơ quan chức năng liên quan quản lý, kiểm tra, kiểm soát như thế nào. Những trường hợp không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy có được báo cáo ngăn chặn việc sử dụng hay không? Theo luật sư Đỗ Xuân Đàng, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hôm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cần làm rõ vì sao công trình xây dựng sai giấy phép với quy mô lớn như vậy lại được hoàn thiện và đưa vào sử dụng? Trách nhiệm giám sát của chính quyền trong việc cấp phép xây dựng và quản lý đã được thực hiện ra sao? Có hay không sự buông lỏng quản lý? đồng thời đối với các cơ quan cá nhân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thù có trách nhiệm định kỳ thanh kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy của tòa trung cư mà cũng có lỗi không làm hết tinh thần trách nhiệm gián tiếp góp một phần vào nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn cũng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự được biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, bộ công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Chiều 19 tháng 9, đại diện kênh thông tin bất động sản.com.vn cho biết, sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào đêm 12 tháng 9 vừa qua, thị trường trung cư mini thời gian tới dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu trên, trong 8 tháng đầu năm 2023, nhu cầu tìm thuê và mua căn hộ dưới 35m2 tại Hà Nội được ghi nhận tăng 11% tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó căn hộ có diện tích dưới 35 m2 thường là những căn studio trong dự án lớn hoặc căn hộ ở chung cư mini, vốn thu hút sự quan tâm của người dân do mức giá vừa túi tiền và dễ dàng thanh khoản cũng như cho thuê. Tuy nhiên, sau vụ cháy chung cư mini đáng tiếc vừa qua, thị trường chung cư mini đã bị ảnh hưởng lớn. Đánh giá về tình hình thị trường trên, ông Nguyễn Quốc Anh, phó giám đốc bất động sản.com.vn cho rằng Giai đoạn tiếp theo rất khó khăn đối với người kinh doanh chung cư mini, cũng như với người mua và thuê loại hình này vì cơ quan chức năng sẽ giả soát các dự án không chỉ ở địa bàn thành phố Hà Nội mà trên khắp cả nước. Ông Quốc Anh nói, động thái này sẽ khiến rất nhiều chủ chung cư mini phải tạm dừng kinh doanh vì chưa tuân thủ các quy định khắt khe về phòng cháy chữa cháy. Họ sẽ mất nhiều thời gian, kinh phí để tu sửa, đáp ứng đủ điều kiện vận hành chung cư. Cũng theo vị chuyên gia trên, với người thuê, họ có thể kết thúc hợp đồng thuê và tìm chỗ mới nếu chỗ ở hiện tại chưa an toàn. Tuy nhiên, số lượng căn hộ vừa túi tiền đáp ứng được các tiêu chí an ninh và an toàn là rất ít, vì vậy giá thuê sẽ tăng lên. Riêng với người mua chung cư mini, nhiều người có thể sẽ rơi vào thế tiền thoái lưỡng nan, bán cũng khó mà ở thì không có sổ đỏ và nâm nớp nỗi lo xảy ra các biến cố. Với thực trạng nêu trên, ông Quốc Anh đề xuất giải pháp cho người dân đang sở hữu chung cư mini là thành lập ban quản trị chung cư nếu chưa có để trao đổi, yêu cầu chủ nhà bảo trì, tu sửa, đảm bảo các yếu tố vệ sinh, an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là chủ đầu tư công trình cần phải trang bị đủ thiết bị phòng ngừa các tình huống khẩn cấp, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân. Dự báo về xu thế thị trường chung cư nói chung trong thời gian tới, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc bất động sản.com.vn, khu vực miền Nam cũng cho rằng nguồn cung trung cư có khả năng sẽ giảm vì các chủ đầu tư sẽ khó xin cấp phép xây dựng mở bán hơn khi công tác quản lý giả soát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh bên cạnh đó chi phí xây dựng vận hành trung cư cũng được dự báo là sẽ tăng theo thiết kế và công tác nghiệm thu bảo trì phù hợp với quy định phòng cháy chữa cháy ông tuấn nói nhu cầu đối với trung cư mini có thể sẽ giảm nhưng tỷ lệ này không đáng kể bởi nhu cầu đối với trung cư nói chung vẫn rất lớn trong bối cảnh nguồn cung hạn chế nhu cầu vẫn cao và chi phí tăng thì giá trung cư khó có khả năng giảm với xu thế trên chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản đinh minh tuấn nhận định thời gian tới thay vì tìm kiếm trung cư mini ở những khu vực đông đúc dân cư người dân sẽ hướng đến các dự án nhà ở xã hội và dự án trung cư ở xa trung tâm nhưng đảm bảo an toàn giá tiền cũng mềm hơn so với các trung cư nội thành ông tuấn cũng cho biết thêm nguồn cung các loại hình này không dồi dào nên giá bán có thể nhích dần lên khi nhu cầu tăng bên cạnh đó những căn hộ có diện tích nhỏ trong dự án chung cư của chủ đầu tư uy tín đã nghiệm thu đầy đủ phòng cháy chữa cháy cũng sẽ thu hút lượng quan tâm lớn hơn những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.